Đây là hậu trường sau khi chuẩn bị đám giỗ này. Lấy mấy cái dĩa sắp này ra. Chọn chọn đi rồi rồi lấy hết chị. Đây. Chị bỏ ra đây đi chọn đều lên. Chị bây giờ cái này để quay. Quay lên cái này sẽ đẹp. Quay của ông hai mới được. Cái dĩa nhỏ này dĩa còn giấy. Mang giấy nè. Đi chơi gì mà có đồ đồ thì đi đi chơi gì. Ủa đi sân bay nó mặc nó không? Đó, lên máy bay nó mặc cái đó. Là hai tính đi là đi xe, xe gì xe thuê xe đò xe đò. Nhỏ đi đủ người mà đi xe gì đó, tao nguyên xe mà. Đi với cái đám bác sĩ đó. Đó, đó. Để đi về. Đó, cái này nhỏ. Đó. Này có món cháo gà nè, trứng kho nè, giò được xào. Lên mình xuống mệt quá, ta cúng cái này luôn, không có luôn. Rồi sáng thì dậy từ 3 giờ nấu thuốc. Dậy từ 3 giờ bắt thuốc lên. Con trai nó không biết nó đi thuốc rồi em nó rút ra. Nó kêu chắc quên sao rút ra đi sáng 5 giờ mình xuống thầy coi ăn ngon có ăn sang nó tức mày. Ăn ngoài ăn nhà mút 3 gì đó. Cho chi là mốt 3 gì đó. Em nói vậy đó. Heo quay á gì? Vịt quay hả? Gà luộc rồi vịt quay nữa. Khi cúng xong là xong khi cúng xong rồi bỏ tắm ở nhà mà lên thớt. Nhưng mà làm nhà luôn đó. Hết rồi. Cái chết rồi nó nhảy vào túi. Đặt ở đâu? Mua có nữa nè. Nhảy cái đầu à? Mua có nè. Không, không, anh mua thằng. Các thằng kia đi quên đó. Dạ. Bé mua gà đây nó kêu bằng gà ốm trứng. Gà nhỏ nhỏ. Gà ốm trứng. Gà nó rẻ rồi. Tại nó nhỏ mình ăn vui để xuống rồi. Cái giống là con này tre. Mà con này mà ăn ngon. Gà nhỏ chứ chắc thử. Cái này ngon. Nếu mà bên chị hai bán ngon mà bên em nó làm sao tao xòe vậy. Cái nào hả? Cái hàng phi đó. À với chị phi ở nhà không? Em mỗi nguyên là cả ký vậy đó. Em mua nguyên nó ăn cơm để lên ăn hai thằng cháu để ăn sẵn vậy nó bỏ cho nó bơi. Nó xuống ăn mấy miếng mà mềm mềm này cho bà ngoại được này. Đây nè, tới mềm mạt nè. Đó. Đúng nè. Đây rồi. Ngồi đây rồi nè. Đây đã có một miếng cháo gà rồi nè. Mi đây rồi. Ngồi xích vô thẳng lên. Đâu bỏ quên hả cái ốc xào. Cái tầm sao có một chiếc á. Chắc tương lai giống như ngon quá kìa, có quả trứng ngon quá kìa. Nhỏ này á, nó ăn dễ hơn nè. Ăn dễ. Nó ăn được nhiều thứ. Không phải ăn dễ, mà nhìn có ngạc. Cái gì là nó cũng được. Ăn cũng được. Cái mà đổi dụng. Kéo đâu.
Đâu sống nè. Để em mang mai nha. Cái này kìa, cầm cái đùi cạp đi con. Cầm đùi xé đi. Xé vậy? Nó quăng đại đi. Vậy mình nãy hỏi ăn không bỏ vô. Có mát sát hết chứ. Thấy có rồi, có rồi. Đây nè. À, cũng phải nói qua đặt. Cho nó trời đặng đặng về đặng là trễ giờ mình về sớm thì có mấy năm giờ năm giờ bốn giờ ngày mai nó nói nó không chuẩn bị chứ cũng phải sắp xếp phải nó chậm. Chị hai chị ấy tới rồi chị hai được được. Em nhớ hôm qua em nhớ cái lúc mà đi Sapa nhậu với chị tất nhiên. Không trời ơi, nó đi được với lại xé hả con, mày thế nha. Không, chừng nào mới đi được một lần nữa mà. Không ước được đi một lần nữa mà, có chừng nào mình đi lần nữa mình đi hướng khác đi. Ừ, thì đi chỗ khác. Thế đợt sau ấy, biết không? Đi đây là miếng ai gì? Quay mà thì tôi qua trên đây. Coi như còn ba chị em là đăng ký là coi như nó nói là hết chỗ. Thế bữa là cái à tại vì chị biết không, cái chuyến không chạy được xe lớn thì có xe đó thôi, cái đường nó không có cho xe lớn chạy, nguy hiểm á, thành ra là nó một kỳ lắm. Đi Hải Phòng cũng hay quá. Đi Hải Phòng đi hết trơn cái Hải Phòng luôn. Ngày mấy trăm ngàn nó chạy từ sáng đi chiều. Thằng bác sĩ ở đâu ngay bác nghe. Ừ, cứ ăn đi nó chở mình đi thôi. Hay lắm, đưa lên ngồi qua đây nữa cho. Đứng ngồi đây đi thôi. Không ngồi này. Ngoài kia là quá trời đồ ăn, có 2 người được. Rộng rãi, rộng đi, ăn cho thoải mái. Vậy đó có dầu á, chuyện ăn đầu nè. Chính mà không bị gì trơn, Nguyễn Thành hiếp gì chơi, tưởng tiếp cho. Nhào qua trời ơi, bây giờ ở tổ á, mấy sao? Ở tổ trưởng ơi. Có ai không? Tôi đưa giấy cho tôi chết. Trời ơi, giờ năng lý chết luôn hả? Giờ nó kêu uống trà trà. Giờ năng lý thích trà trà hết trơn không ạ? Chỉ có mũi thứ hai là căng thôi. Mũi thứ hai là căng thiệt chứ. Mũi đầu cũng căng rồi. Mấy ông nhà nước này. Mũi đầu cũng căng rồi. Quá rồi. Hiếm, lúc đó là hiếm thuốc. Mấy ông nhà nước đó. Chị biết không, em làm bệnh viện chích mà tiêu chuẩn của mình là tiêu chí đó. Mà nó chửi mình như chửi con á. Ừ. Ôi em tức là nó tại vaccine ít quá. Để nó phường nó kêu chứa đấy à. Chỉ còn tích tắc nữa thôi là em quật cho cái bệnh viện nhân dân ta để nghĩ coi như tanh banh với em luôn đó. Mà sao em còn đang mốt phó bệnh viện. Mày mốt cửa cấp cứu đuổi ra. Đi chết mà bị nó. Xong lúc ấy mình còn nén giận lại. Cái bữa ba này đau quá bà hai. Nó cái hai bà hai chạy xuống hậu cô Mai coi tình hình mình như thế nào. Nó mê cái tay. Nó mới vừa lũi vô cái là đau rồi. Đau mấy ngày trời. Hồi hoài không được cho nhỏ. Phải giờ hả? Sao chứ phải giờ hả? Ách trà hả? Ba mũi ách trà luôn. Em xử xuống. Cuối phải giờ. Cái cho hai bà chích xong nó cho em một viên tình á. Em đi làm thuốc nào là nó chích thuốc đó. Em tính cho ở chỗ gia biệt là nó có được. Em vừa ló mặt cho bọn nó xong chích á. Cô đừng hồ sơ đi cô. Ôi mẹ ơi thiệt bệnh nhất. Hình như nó biết thì sao. Nó biết là mình đang sùng điên máu mình lên. Đến não rồi sao. Nó bảo cô đưa hồ sơ đi cô. Tại nó trả hồ sơ lại cho em á. Mà nó gọi cái tên mình, nó trả hồ sơ, nó gọi như mình. Em kêu lỗi lầm từ nước ta gọi mà có vẻ hằng học. Hằng học lắm luôn. Nó làm như vẻ nó ra làm ơn cho mình đó. Cô Nguyễn Thánh Thủy. Cô đây bao nhiêu là trả hồ sơ cho sao đó. Bữa này cô chưa cô sao ba mũi kìa. Cô có bệnh nền. Sao ba mũi extra. Nhìn hồ sơ xem có bệnh nền không. Nhìn hồ sơ cô có. Ba mũi extra là chắc được không đi đâu á. Nó chạm. Cái giấc nào không tốt. Không được rồi. Đưa hồ sơ để đó, trẻ bệnh hen mà sao không bệnh nền. Cái em đâu. Ủa, ai cho nó cục thịt vậy? Nè, làm rớt cái cổ này nè. Rồi, cạp luôn. Lúc hồ sơ rồi sao? Có đâu còn kìa. Là lúc mà ngồi để... Ai mà còn đi gì chuyển ra? Đi vậy đó nè hả? Em xác hồ sơ em đi ra có rồi. Mà lúc trước ông đã nói đã gọi cho cô làm cái này sạch nay anh ha. Nó chỉ đến nơi chỉ đến gọi cho cô Mai còn nay chỉ có úp sa tế nướng thì làm gỏi với gà mà thiếu nước mắm thôi. Mắm nữa. Nước mắm gà không? Để con. Để
luộc với da cũng giòn. Đây này, nước mắm này con. Thằng này cũng lấy ăn ngon. Trời ơi, thế là ra nó làm hồ sơ cho em vào chích luôn. Em hết chửi luôn. Mẹ bệnh, cái này chúng mày chết cho chị bị bệnh là chị không phải nhưng chị đi quá trời. Chị đi 4-5 lần, chị bị nhiễm. Xong đi là... lúc đó ở nhà mà bị nhiễm. Còn đi quá trời không bị nhiễm. Mà xong cái đợt mũi 2 á, vô là nó vô hẹn, đúng giờ mình vô là nó chích từ chích tới bắt đầu mỗi hai nó có kinh nghiệm rồi, đó cũng có nhiều thuốc.